Yes. Level 5 đá đỏ. Restonia là cái gì? Ok, lag lag. Đợi mình một chút, lag quá. Ok thì mình đã trở lại. Và mình không biết chúng ta phải làm cái gì trong đây cả. Mình không động được vào block gì cả. Mình có mở được cái này và mình không thấy cái gì. Mà cái này mình không động được vào. Dropper, dropper. Chả có gì ở đây cả. Và mình thấy một cái vớ vẩn gì đó trên này. Ủa, bánh này. Ở đây có một đống đường dây. Cái này liệu mình có phải làm cái gì liên quan đến đá đỏ đây không? Không có đồ gì ở đây cả. Và mình chả làm được cái gì. Mình nghĩ ra rồi. Chúng ta có thể đứng lên đây và nhảy. Yes. Tuyệt vời. Ok. Bây giờ chỉ cần... Ôi trời ơi. Vậy là mấy block vậy? 4 block. Chỗ này phải 4 block rồi. Và mình cần phải nhảy lên đây. Nhảy nữa, nhảy nữa. Ok, chuẩn bị nào, chuẩn bị nào. Oh yes. Sao bánh trông lạ thế? Trong này có gì? Nước. Ok. Oh yes, level 6. The PvP Arena. Chỗ một cái khu vực để PvP. Và có cái gì ở đây không? Không. Và nhìn như thế này ấy, thì mình chắc chắn nó sẽ ở dưới lava. Không phải, không phải, không phải. Nó có thể ở bất cứ đâu. Ở đâu? Ok. Nó có thể ở đâu được, mình sẽ dò từng ô một ở đây. Có thể ở trong này. Hoặc có thể bên kia, có thể bên kia. Nó có thể bên kia. Oh yes. Tại sao lại không? Khó nhìn quá. Cái gì à? Đang bấm và mình không thấy cái gì. Ôi, có nút, có nút, có nút, có nút. Hey. Có cái nút, mình nhìn thấy rồi. Kìa, có cái nút ở trong kia nhưng mà sao vớ được tới? What the fuck? Với kiểu gì? Cảm thấy hơi bị lạ. Xem ở bên dưới này. Mình không với được tới cái gì cả. Mình sẽ trèo lên xem nào. Ui. Nó có thể giấu ở một chỗ nào đó khác. Có thể lắm. Có thể là dưới bên dưới lava. Ào 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 ào. Mình không nên nhảy xuống lava. Hắn nó phải dưới này thôi. Không thể nào ở chỗ khác được. Ôi. What the fuck. Cái gì đây? Cung tên này. Mình sẽ bắn được vào trong đấy. Và cái lửa khó chịu quá đấy. Tắt hộ cái lửa đi cái. Nhảy xuống đây, mình sẽ nhảy xuống đây. Ok, mình sẽ trổ tài bắn cung. Chết chúng à. Lửa làm chắn tầm nhìn của mình. Đây. This in this something. Tôi cần phải làm gì đó. Nó vừa nói vậy. Và mình đã bắn nó rồi và mình sẽ trèo lên xem có gì thay đổi không. Wow. Không có gì à? Càng ngày càng khó. Có cái quái gì ở bên ngoài này.
Mình không tìm thấy cái quái gì ở đây cả. Lửa cháy ghê vậy. Nút nút nút. Bấm bấm bấm. Fuck. Cái gì vậy? What the fuck? Cái gì vậy? Nó đang chảy xuống. Và mình cần làm gì đó. Ok, để nó chảy đi. Xem có chuyện gì xảy ra. Oh shit. Mình đang ngập ở trong này rồi. What the fuck? Chúng ta cần làm gì? Oh shit, oh shit, oh shit. Làm cái gì ở trong đây? Oh, mình bơi lên bên trên rồi này. Bị lỗi à? Nước. Có gì đó bị lỗi ở đây. À, có thể là vừa nãy mình bấm Q On thì nó giết tất cả mọi thứ và có gì đó bị lỗi. Ok, kệ đi, mình sẽ ra vòng tiếp theo. À, và mọi người đợi mình một chút. Ok, và chúng ta đang ở đúng chỗ của nó. Wow, đây một cái nhà dưới nước trông khá là đẹp. Là phải bắt cua. Trên kia có mấy cục đá đá. Có cả băng ở trên này à. Mình nhìn thấy băng. Sao đại phải. Oh, cửa cửa. Mình có thể làm được chứ nhỉ. Tuyệt vời. Mình có thể làm được thế. Và vấn đề là chúng ta nhảy ra kia kiểu gì ấy. Đây mới là vấn đề khó. Fuck. Đấy mới khó. Nhảy lên đấy mới khó kìa. Mình cần về what the fuck? Làm kiểu gì? Chịu thôi. Mình fuck cua. Fuck. Fuck, fuck cua. Fuck cua map. What the fuck? Gì ấy? Hòm à? Băng. Cái này có gì phá vỡ băng và chúng ta phải phá trên kia. Nhưng vấn đề nữa là chúng ta nhảy lên đấy kiểu quái gì. Chúng ta phải làm thế này. Nope. Không thể. Oh yes. Tuyệt vời. Cái cục cũng lên được. Fuck. Và chúng ta lại rơi xuống. Không có gì đâu, mình vẫn ở trên đây. Đây sẽ là 4 block parkour. Và mình sẽ phải lùi lại để có thể nhảy được xa hơn. Yes. Oh fuck. Lại lần nữa. Và chúng ta cố gắng là không đập đầu vào trên này. Ok. Xem nào. Nó kiểu đập đầu. Yes. Đâu băng đâu, băng đâu, băng đâu. Tuyệt vời. Nước tràn rồi. Yes. Level 8. Round City. What? Trong này có số này. Ở đây có mấy cái lò. Chắc chắn trong lò có gì. Biết ngay mà. Bình kinh nghiệm. Để làm quái gì. Giấy. Mình đang nghĩ đến việc trả lời câu hỏi. Biết ngay mà. Ở cái đe. Và như trong này có mật mã. Tối thế. Sao mà đọc được. A. Đây sự A. Đây sẽ là 5A5. A57. A57. A57C lớn. A57C lớn 9. A57C lớn 9. A57 C lớn 9.
Ok, A 7C lớn 9. M nhỏ 1, M nhỏ 1. Và cái cuối cùng 3, M nhỏ 1, 3. M nhỏ 1, 3, ok. Sẽ đặt vào. Đây vào, đợi tí, đợi tí. A 57 C9. A 57 C9. C mà 9 M 1 3 căn trốn A căn trốn C. Ok, vậy chúng ta sẽ đợi tí, mình cần kinh nghiệm. A 57 C9 M 1 3 A 57 C9 M 1 3 A 57 C9 M 1 3 A 57 A 57 nè mẹ A 57 này C này ở đâu A 57 C9 M 1 3 Yep. Cho từng tờ một. A 57 C9 M 13. Yes, xem nào. Đây, câu hỏi viết vào đây à? Đây đúng rồi, câu hỏi. Có tiếng bom. Oh fuck. Ok, sang phần tiếp theo level 9 Desert. Sa mạc. Hình như có 10 vòng thôi. Và sao vậy? Tại sao lại giật đồ pháp vậy? Ở đây vòng 9 rồi, còn một vòng nữa. Có gì đó quanh đây mà chúng ta cần phải làm. Biết ngay mà. Xẻng này, cái gì đây? FC 100 liền. Chúng ta có thể phá được cát. Ok. Cát thì xung quanh đầy. Chắc chắn nó không phải bên này. Có thể là giữa. Không. Không ở giữa. What the fuck? Nhanh thế thôi á. Ok, gì đây? Level 10 rồi, đây sẽ là vòng cuối. Và đây là The End. Oh shit. Là parkour. Tại sao lúc nào cũng là parkour nhỉ? Tại sao vậy? Mình cần phải chạy. Mình cần phải chạy đằng xa này. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ lên đây. Yes. Trèo ra đây. Yes. Shit. Đừng có bảo là cái nút. Cái nút. Cái nút ngay trên đầu. Mình bấm nút rồi. Yes. Chúng ta không cần phải parkour nữa. May là mình bấm F5 cho nên mình mới nhìn được trên này. Wow. Yes. Destroy the house by Nico. Mình quên tên rồi. Cũng có thể được biết rằng là Domino Cobra. Mình không nhớ tên. Có thế này là hết rồi phải không nhỉ? Ok. Thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thích video này thì hãy like, subscribe và chia sẻ để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Và nếu mọi người muốn chơi cái map này thì có thể bấm vào cái link download ở bên dưới video. Mình để sẵn ở đấy rồi. Ok, và hẹn lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.